nam dùng 2% được không bạn? Minoxidil thì nam dùng 2% được. Đấy, nhưng mà ấy, tại sao mà mình thường là khuyên với mọi người, vì bản thân của mình trải nghiệm với 5% và mình đã tìm hiểu trên trang từ điển y khoa ấy, thì trên cái nghiên cứu của sử dụng Minoxidil này thì trên lúc đấy là mình nghiên cứu, là xem nghiên cứu là khoảng đâu đó khoảng vài trăm người ấy, hay vài nghìn người ấy, thì cái tác dụng của Minoxidil này 5% thì nó sẽ có tác dụng cao hơn so với 2%. Tất nhiên là 2% vẫn có tác dụng nhá. Đấy, nhưng mà để mà cái hiệu quả nó nhanh hơn và nó cao hơn ấy, thì là dùng 5%. Đấy, và một ngày chỉ cần xịt một lần thôi, và tối đa một ngày không xịt quá 2 ml. Đấy, còn nếu mà bạn dùng 2% vẫn được. Đấy, tuy nhiên là bạn sẽ phải xịt 2 lần, sáng một lần, tối một lần, và khi tóc khô. Mà bạn biết đấy, nếu mà bạn xịt Minoxidil ban ngày, tóc của bạn rất là dễ bị bết, vì trong này nó có chứa 96% thành phần là ethanol, nó là cồn, và cái cồn này nó sẽ làm da của bạn bị khô, và khi mà da khô thì cơ thể bạn nó sẽ phải tiết ra dầu để mà cân bằng lại. Nên vì vậy nên là nếu mà xịt 2% cũng được đấy, nhưng mà thứ nhất là cái tác dụng của nó sẽ chưa được cao như là 5%, và thứ hai nữa là gì, bạn bắt buộc là phải thêm một lần xịt nữa, nên là bạn cứ cân nhắc để sử dụng cái Minoxidil. Đấy, còn như mình thì mình là dùng 5% từ đầu. Thì tất nhiên là từ 2 đến 5% nó vẫn nằm trong định mức an toàn mà không cần phải kê đơn bởi bác sĩ. Nên là bạn có thể sử dụng 2% cũng được, 5% cũng được. Đấy, nhưng mà tại sao mà mình thường chia sẻ mọi người là nữ thì nên bắt đầu với 2%, bởi vì nhiều khi là da của các bạn nữ ấy, nó sẽ nhạy cảm hơn da đàn ông và rất là dễ bị kích ứng. Đấy, có những người là dùng 2% thì không sao, nhưng dùng lên 5% thì kích ứng. Đấy, nhưng cái đích đến cuối cùng của kể cả chị em hay anh em vẫn là sử dụng 5% thôi. Đó, nhưng mà chị em nên bắt đầu sớm với 2% để nó, để xem nó bị kích ứng hay không, vì 2% thường nó nhẹ hơn mà, cái thành phần, cái liều lượng, cái hàm lượng nó nhẹ hơn mà, nên là dùng nên nó tốn hơn, nên nó thật là cũng tốn hơn mà cái giá nó cũng xem, nên là cứ bắt đầu với 2% hay 5% cũng được. Nhưng theo mình, với một cái người mà trải nghiệm, có bài học, có kinh nghiệm và kiến thức tìm hiểu của mình về Minoxidil thì nam giới nên bắt đầu với 5% nhá. Còn nếu mà 5% thì bạn thấy là bạn bị kích ứng thì bạn dùng 2%, ok. Nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến Minoxidil hỗ trợ mọc tóc hay là những cái sản phẩm mà mình đã chia sẻ thì các bạn cứ comment nhé. Mình sẽ ở bên cạnh tất cả các bạn và chia sẻ với các bạn bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm, bằng những kiến thức mà mình đã có trong suốt quá trình mà mình xử lý vấn đề rụng tóc hồi đầu cũng như làm đẹp. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.